Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 43, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, Việt Nam sẽ bắt đầu đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3 tới. Với tinh thần trên, hiện ngành du lịch thành phố Cần Thơ đã và đang trong tâm thế sẵn sàng phục vụ du khách sau một thời gian ngủ đông do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hệ thống khách sạn Linh Phương tại Cần Thơ hiện có tất cả 5 cơ sở lưu trú đẳng cấp 4 sao. Trong đó, ngoài các khách sạn Linh Phương 1, Linh Phương 2, Linh Phương 3 và Linh Phương 5, còn có resort Cồn Khương mới xây dựng và đưa vào hoạt động hơn 2 năm qua. Đây được xem là một trong những khu nghỉ dưỡng bậc nhất tại Cần Thơ hiện nay. Thời gian qua, ngoài khách nội địa, hệ thống Linh Phương còn đón và phục vụ một lượng lớn du khách quốc tế. Vì vậy, khi nhận được thông tin mở cửa phục vụ khách quốc tế trở lại, chủ hệ thống khách sạn cảm thấy vui mừng trước chủ trương của chính phủ, đồng thời cho biết đang trong tâm thế sẵn sàng để phục vụ du khách gần xa. Khi nghe đón được khách quốc tế thì tôi rất là vui, tại hiện trước đây, trước khi dịch đó thì ở đây khách quốc tế ở rất là nhiều, tỷ lệ chiếm cũng khoảng từ 2-30%. Ở đây mình cũng đã xây dựng cho khách quốc tế ở rồi, thành ra cho nên những cái này mình không cần phải chuẩn bị gì thêm, chỉ có cái là ăn uống. Về mặt ăn uống thì khách quốc tế ăn uống khác hơn của mình, thì mình những cái đó mình cũng đã có sẵn sàng hết rồi. Mình chuẩn bị bếp Âu rồi đầy đủ cho khách quốc tế rồi. Ngoài hệ thống khách sạn Linh Phương, Victoria Cần Thơ cũng là khu nghỉ dưỡng 4 sao, sở hữu một vị trí khá lý tưởng tại Cần Thơ. Resort Victoria hiện có 92 phòng. Vào mùa cao điểm hàng năm, trung bình mỗi tháng nơi đây đón và phục vụ khoảng 2.500 khách lưu trú. Trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 98%. Chính vì vậy, với lợi thế của mình, đơn vị cũng đang rất hồ hởi để phục vụ khách quốc tế trở lại trong thời gian tới. Để đón lại khách quốc tế thì khách sạn đã tổ chức để triển khai sửa chữa các hạng mục để có thể phục vụ khách quốc tế tốt nhất. Thì bên cạnh đó thì khách sạn cũng mở những cái khóa đào tạo để đào tạo cái sự an toàn cho nhân viên trong cái mùa dịch này để phục vụ khách quốc tế. Tại khách sạn thì mình vẫn cố gắng duy trì 5K và luôn luôn yêu cầu khách rửa tay trước và sau khi sử dụng các dịch vụ trong khách sạn, và tại mọi nơi ở trong khách sạn, những nơi công cộng luôn có các biểu mẫu để luôn nhắc nhở khách hàng, cũng như có các chai sự khử khuẩn để khách hàng luôn có thể rửa tay bất kỳ lúc nào để đảm bảo an toàn. Theo Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ, hiện trên địa bàn thành phố có 37 khu điểm du lịch và gần 200 cơ sở lưu trú du lịch. Trong đó có nhiều khách sạn và khu resort đẳng cấp từ 4 đến 5 sao. Năm 2019, thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19, thành phố Cần Thơ đón trên 8.869.000 lượt khách du lịch, trong đó hơn 400.000 khách quốc tế. Doanh thu về du lịch ước đạt trên 4.435 tỷ đồng. Và với sự chuẩn bị cùng những điều kiện hạ tầng cơ sở hiện tại, du lịch Cần Thơ sẵn sàng đảm bảo đủ các điều kiện để phục vụ khách quốc tế trở lại. So với trước đây đó, thì sản phẩm du lịch đó thì cũng có mở mới một số điểm du lịch để thu hút khách. Về dịch vụ du lịch đó thì đa số là đã nâng chất lượng cao hơn. Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn phố đã cơ bản chuẩn bị về cơ sở vật chất, chuẩn bị về cái nhân sự du lịch, chuẩn bị về các cái dịch vụ du lịch đó để sẵn sàng đón khách nội địa và khách quốc tế trong thời gian tới. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua, ngành chức năng thành phố Cần Thơ đã thành lập nhiều đoàn đến thăm, khảo sát cũng như kiểm tra hoạt động du lịch tại hầu hết các khu, điểm, giường du lịch cùng một số resort, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn. Đây được xem là động thái vừa động viên tinh thần, vừa tìm hiểu nhằm có hướng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cũng như hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch thành phố. Đặc biệt là các điều kiện phòng dịch COVID-19 khi mở cửa đón du khách quốc tế trở lại.